Hôm nay giao hai cây nho lô đại cho anh khách ở Bình Dương nhé bạn. Cái này là mình Hai bao ảnh nhiêu đặt tiền? hai cây cho nên mình mướn xe tải để chở lên tới nơi luôn nhé bạn. Đang bó cây lại. Được, okay, Thì lô đại mình được có 5 cây thôi. Anh lấy hai cây tứ quý ha. Rồi khiêng đi. Sao khi nấu vừa mới một bình mới được. Được mà. Cây đang ra trái lại các bạn. Cứ đây khiêng đi, tôi vừa. Cái cây này rất là to, cây này là hai người khiêng tầm khoảng 40 kg các bạn. Một cái kia. Lên nào mọi. Cái lô tứ quý này nó đang hết hàng các bạn. Khi nào mà có hàng cây đẹp đẹp nữa thì mình nhập thêm ha. Hôm trước mình lựa được có 5 cây đẹp thôi. 3 cây tứ quý và 2 cây 12 vụ. Thêm một chú khách đã đặt ở quận 8 Sài Gòn cũng đặt một cây 12 vụ nữa các bạn. Cây này quá trời bông luôn. Nó đang ra lá non lại rất là nhiều các bạn. Rồi, trái cực kỳ trái luôn ha. Nó tỉnh cây là nó ra trái lại nhiều lắm các bạn. Hai cây này do là hai cây này mình này không có dao vậy anh chị ha. Nó dòng dữ lắm. Giáp cái xe này. Cái tàn khá là to. Buộc dây lại đi. Sao để dẻo trực tiếp vậy thì cây nó rất là khỏe các bạn. Để xuôi cây trước cái đỡ sau. Đỡ phải dưỡng lại ha. Buộc vậy, buộc cho nó dính vô để cây này đẹp quá. Buộc sao đây? Có dây không? Không có dây anh buộc vô đây nè. Rồi, cái kia buộc vào đó. Này là chở tới Bình Dương nha các bạn. Nếu mà các bạn ở gần những cái tỉnh lân cận gần á thì mình có thể kết hợp xe đi các bạn. Chở tận nơi thì những cái lô to này chở tận nơi là nó mới khỏe cây. Cái xăng này nó hai chiếc xe lắm mà. Còn vận chuyển đi qua nhà vận chuyển thì tiền ship rất là mắc. Đi xa thì sợ. Cây này là cây 12 vụ á, cây này thì mình gửi bên Viettel các bạn. Ở bên nhà vận chuyển đang bảo vệ trái đó. Thì nó ra trái lại bạn. Cây này dáng rất là đẹp nha, khó khăn đi lên nhánh đưa ra nhánh rất là đều. Mấy cây này thì đã qua tay mình lựa rồi cho nên dáng đẹp ha các bạn. Mình lựa được hai cây giống vậy luôn. 5 cây mà mình vận chuyển 2 cây tứ quý hôm bữa rồi. Còn cây này là 12 vụ nè, giao nhà vận chuyển ha. Đẹp quá. Chi nhánh đều. Đóng cây này là cũng dữ lắm nè. Cây này đi tới nơi mà được trái còn trái nhánh là không bị gãy là im lắm. Cây này thì nó cũng nặng tầm 40 kg các bạn, hai người khiêng. Giao cho một ông chú ở Sài Gòn.
trồng trên sân thượng á. Bầu vậy mình xếp như vậy đó hả? Rồi nghe bây giờ vậy nè. Bên này là cái cây 2,5 triệu của mình nè các bạn. 2,5 triệu nè. Đây. Đang ra trái lại nè ha. Đó, cây này thì đợi nó tỉnh cây thì mình mới giao lưu được các bạn. Lên là số giao lưu ha. Cây cũng đang ra bông lại nè. Cây 2,5 triệu thì nó bằng khoảng chừng lớn hơn 2 ngón tay mình tí nha các bạn. Còn cây 6 triệu đó thì nó cây bằng cụm tay. Ừ, 2,5 triệu. 3 ship. Còn rất là nhiều cây đẹp các bạn, dáng đẹp. Mấy cây này thì mình cũng có lựa nè. Những cái vết sơn này là mình xịt sơn để mình làm dấu là lúc mình lựa cây á. Mình xịt làm dấu ha, chứ nó không có bị gì hết trơn các bạn. Đó, lựa đúng được đúng 50 cây các bạn. 5 cây đẹp luôn đó. Các bạn nhìn sơ sơ thấy cũng đẹp ha. Còn là dáng bonsai. Ừ, nó đang ra bông lại đó. Đang tỉnh cây đã ra bông lại nè các bạn. Gà nhóc chứ ha. Mấy cây này dáng đẹp. Cái này tới rễ luôn, bông gà tới rễ luôn. Bông nó sung ra. Còn một cái cây chị khách chị lựa đâu trong này nè, bữa nay ship cho bả luôn. Đâu trong đó, như cái đó. Đó, này nè. Ừ, cây đó cũng đẹp, đang ra trái. Hôm nay cũng có khách đặt mình trước các bạn. Đặt trước thì để mình dưỡng lại đẹp, là khi nào cây khỏe đẹp thì mình sẽ vận chuyển ha. Nè, hôm trước về bể bầu. Bể bầu mất sức, cho nên cần phải dưỡng lại. Thì giờ nó cũng ra tược lại nè. Khiên ra ngoài trước. Rồi mình kết thúc video tại đây các bạn. Anh em nào có nhu cầu mua nho lô đại thì cứ nói mình. Ví dụ có mình đi săn cây, có cây nào đẹp đẹp thì mình nhập về ha. Còn cái lô 2,5 triệu hay là lô 1,3 triệu gì đó, mình cũng mới về thêm một lô 1,3 triệu nè. Lô 1,3 triệu này thì hôm nay mình bán giao lưu cũng được 2-3 cây rồi. Hay những cây nào mà tỉnh thì mình giao lưu trước ha. Còn những cây nào mà nó chưa phục hồi thì mình sẽ để dưỡng tiếp. Kiếm cây nào mà nó tỉnh, nó đang ra trái thì mình sẽ quay cho bạn. Hả? Rồi. Rồi giờ mình đi khiêng cái cây ra ngoài các bạn.